Màu xám đang là một trong những xu hướng màu sơn được ưa chuộng nhất hiện nay. Màu sơn này được sử dụng cho rất nhiều công trình, bởi nó không chỉ mang đến vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp, mà nó còn là màu sơn mang ý nghĩa của sự bảo vệ, tính kỷ luật và sự kiểm soát. Quý vị nếu đang quan tâm đến màu sơn này, hãy cùng Sơn Kính Hà Nội khám phá chi tiết hơn về nó nhé. Mọi thắc mắc kỹ thuật quý khách liên hệ số điện thoại 0949 618 827 hoặc 0962 865 659. Với đặc tính kỹ thuật cao, thích hợp sơn lên mọi chất liệu kim loại, nhựa sắt kém, nhôm, thép, với mọi điều kiện thời tiết đặc biệt là vùng khí hậu nhiệt đới. Trong điều kiện sử dụng đúng theo hướng dẫn sẽ cho lớp sơn có độ bám dính tốt, độ bóng cao, giữ được màu sắc bền đẹp trong nhiều năm. Việc lựa chọn địa chỉ bán sơn rất quan trọng, bởi nơi đây sẽ quyết định tất cả việc đẹp xấu khi sơn lên nhựa hoặc kim loại. Khác với nhiều lĩnh vực khác, sơn là lĩnh vực yêu cầu nhiều yếu tố kỹ thuật rất cao từ vật tư, máy móc, phòng sơn đến tay nghề thợ pha sơn, phun sơn. Mua sơn ô tô, sơn xe máy của hãng, sơn ô tô cao cấp và rất nhiều hàng khác với giá bán cạnh tranh nhất thị trường, liên hệ 0949 618 827 để mua sơn giá tốt. Trung tâm phân phối sơn ô tô Ngọc Sơn ở Hà Nội. Hotline 0949 618 827. Website sonoto.net. Địa chỉ 423 Thanh Bình, Hà Đông. Xin cảm ơn quý khách. Quý khách nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi những video giới thiệu sản phẩm sơn ô tô, sơn kính mới nhất của hãng.